chờ anh ơi. Chẳng phải tài ta không tránh ở trời, đời mình sinh chốn xa xăm, tại vì ta không lỗi đâu nên mình đành phải xa nhau. Tình trong giang dở là tình trong khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ. Một trời mây dâng tím tím, cuộc tình hai ta sống liền chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi vương vấn thế. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cạn buồn, chỉ còn em với anh thôi. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Cho núi lở non mòn, cho lòng thôi vương vấn thế. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn em với anh thôi. Làm sao chống lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Vâng, kính thưa quý vị, vì trong nghịch cảnh ôm nữa kìa em ơi. Chết rồi. Nghịch cảnh mà ôm quá ôm hà. Ý kiến của các vị giám khảo thế nào với cái màn kết hợp này? Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị lại thấy lần này Lâm hát giống anh Mạnh Quỳnh nhiều. Có lẽ là đã nghe, đã tiếp thu được hết những cái khuyết điểm mà ban giám khảo đã nói với lại Lâm, cho nên Lâm lại hát giống anh Quỳnh hơn cái dòng trước rất là nhiều. Còn riêng về Trung Hậu thì nói thiệt, mỗi lần em hát á, chị không thể nào chị ngồi yên được á. Giống Tâm Đoan quá đi thôi à. Sau cái ngày hôm nay chị về là chị sẽ tâu liền với Tâm Đoan điều đó ngay lập tức. Bởi vì chị không thể kìm nổi cái sự phải nói là phấn khích khi mà có một người hát quá giống Tâm Đoan như vậy. Vòng này Lâm ok lắm. Nhưng bây giờ soi nha. Dạ Thánh soi. Hậu, em đã có được một giọng hát, và em đã được một cái gọi là một cái ưu điểm là em đã hát giống thần tượng, là nó cũng đúng với tiêu chí của chương trình này. Nhưng chị thấy một sự bất hợp tác giữa em với lại Lâm khi diễn chung, phải em không? Em thấy hợp tác quá trời. Không, mà bất hợp tác rất là rõ, nhưng mà lộ rõ luôn. Trời ơi, người ta đưa tay lên nựng lắc cái đầu là sao? Không hay cho là sao? Hay là cái đó là kịch bản hả? Kịch bản á. Thấy kịch chưa? Bản, kịch người ta bản. Trời ơi, này. Bà Tư ơi, đây nè. Em nè, đây nè, tiếng lòng của nhân vật nè. Anh niệm cái đừng không cái đó, nhưng mà nếu mà vậy thì em làm không có ra, tại vì đang mình hát bài hát nhẹ nhàng. Em là giống như là đừng có đến gần nữa. Em làm vậy nè, em làm vậy đó. Người ta diễn thiệt chị Ly. Không phải em,
Cẩm Ly nói đúng, hồi nãy anh cũng tưởng như vậy. Không có phải. Có nghĩa là tâm lý của nhân vật phải là đừng anh, còn bà diễn như là anh là ai tôi không biết, anh đi ra đi. Nếu mà kịch bản thì em làm không đúng, em đó diễn không rồi ra, cho nên chị mới thấy vậy. Để em nói chia sẻ nha. Dạ. Nói. Tại vì nãy Lâm nghe Giang Tấu Lâm Định vô sớm á em. Tức là chưa tới. Bà nhắc tuồng. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó anh này anh đưa cái tay ra luôn, chứ không phải là anh đưa cái tay ra. Thì theo kịch bản là vừa hơi khúc là thì đấy. Em nói chưa tới. Nhưng mà bởi vì chị là nhìn là đúng dễ thương như thế vậy. Là em đưa lên là trời ơi, bạn này là còn dịu dàng á, chứ em mà bạn diễn mà hài cái em. Cái đó là em Như ơi. Bây giờ vậy nè, không mấy giờ chị Cẩm Ly mình thị phạm cho em nó coi thử được không? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Cẩm Ly. Trời ơi. Lâm làm vỗ tay các bạn ơi. Vỗ tay chị Tư với đạo diễn nè. Đó, bây giờ giống như là chị Tư đang giận đứng hả? Đây, chị đang giận hay đang buồn, đang giận gì đó, buồn nữa. Chị đang buồn. Thông báo chuẩn bị đi lấy chồng. Vậy đó hả? Thông báo chuẩn bị đi lấy chồng rồi cái ông này phóng tới tính nựng nè nha. Phản ứng đúng coi hả? Yeah. Bây giờ này hai em mình hát lại cái đoạn đó đi cho hai người diễn trong nhạc nha. Đúng rồi, đúng vô rồi. Vô từ cái điệp khúc giùm em cho ban nhạc. Bắt đầu. Ok, let's go. Trời mắt anh Nam diễn sâu quá. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non. Trời ơi, cái gì không hợp tác, bất hợp tác. Khoan, hồi nãy bà nói người ta, bà nói người ta em làm gì chứ mới đừng qua đây còn bả vậy nè, bả bị hoảng lẽ. Chị coi diễn viên Khánh Dư diễn với đạo diễn Hoàng Nhật Nam nè. Hát lại nha Lâm, 2, 3. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi thương vấn tiêu. Hãy khóc đi anh, thế nhầm chuyện. Cái gì vậy trời? Khả Như, em là bà Nguyễn Thị Lố hả? Yên lặng đi, nữ hoàng diễn xuất. Yeah, mất tuyệt. Thôi góc máy nè, Hollywood nè, chơi. Bây giờ mình làm coi cho nó sâu nghe chị nha. Vậy làm dằn mặt Khả Như nghe dạ, chị nha. Mất công là nguyên một vàng ở đây cười lại chị đó. Cái đây là diễn thiệt hay là diễn giả đây? Chị diễn thiệt hả chị? Chị tùy diễn thiệt. Tâm. Chị diễn thiệt đi. Chị cứ diễn thiệt đi rồi tụi em thấy diễn giả hả? Vô không nè. Hãy khóc đi em, xin cho đời đời. Thấy chưa? Trời ơi, nó nghe nè. Cái từ... đẹp Hollywood chưa? Ê, Thành, cái từ chối của chị Tuyết á, nó cũng rất là điệu, rất là đẹp đó. Ví dụ người ta dày thôi, còn bà cũng phải xà cái giò ra mới làm cái gì nè. Không anh, tất cả đều có ý nghĩa của động tác. Ví dụ nè, ta xà ra để như là không trả lời anh còn này. Đồ gớm dục bỏ. Minh Tuyết quý vị. Hai em thấy không? Hai em thấy cái sự diễn xuất của hai em mà làm cho ban giám khảo chúng tôi náo loạn không? Rồi bây giờ nếu như diễn lại, em diễn lại được không Hậu? Thử nè. Đó. Hai nhân vật chính làm lại nè. Nhạc vô luôn nha. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi vương vấn bởi ta nói Minh Tuyết là Minh Tuyết, Trung Hậu là Trung Hậu. Làm lố vậy hả sao? Không phải chị, nãy chị làm gọn lắm. Cái nét của chị còn gọn lắm. Còn bé nó chưa có quen, thành ra nó lảo đảo nó muốn té. Trời ơi. Xin cảm ơn các vị giám khảo rất là nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai em nha. Tay mang trôi trên vùng tóc dài
bao nhiêu cơn mơ vừa tối này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mai. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn mướt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào, còn tuổi trời hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhòa, ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào, còn tuổi trời hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhòa, ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn. Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù. Xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Thưa quý vị, lại một điều bất ngờ nữa đã diễn ra trong chương trình Ca sĩ thần tượng. Đó là lần đầu tiên chúng ta nghe một cái sự kết hợp quá tuyệt vời giữa một giọng ca trẻ Hồ Ngọc Hà và nữ danh ca Khánh Ly. Qua phần thể hiện của hai thí sinh Đan Trang và Ánh Nguyệt. Giám khảo Trấn Thành của chúng ta lại rơi nước mắt vì xúc động. Sao vậy à, giám khảo Trấn Thành? Tôi không biết sao chứ tôi luôn luôn có những cái giọt nước mắt cho những cái tác phẩm hoành tráng trong nghệ thuật. Hồi nãy cái cách
mà chương trình bày trí cho các bạn một cái đàn piano với những cái gốc cây khô như thế này, đúng như là hai miền. Tuần trước Đan Trang hóa thân thành Hồ Ngọc Hà, hôm nay tôi cực kỳ ngạc nhiên khi bạn mở đầu, bạn cũng hát bằng giọng của cô Khánh Ly, giống như là cách của chị Ánh Nguyệt đã làm. Tôi hơi thắc mắc là trời ơi sao bé dại vậy, lần trước đang hay ho như vậy thì lần này tại sao lại đi làm một cái điều mà trong khi đối thủ mình đang làm rất tốt là chị Ánh Nguyệt đang làm cô Khánh Ly gần như là hoàn hảo, thì một lát nữa hát giữa bài em xuống em đổi lại Hà Hồ, và cách em vào trong cái bài hát này em thật sự là em làm anh xúc động. Anh cảm nhận được đây là một cái sự giao thoa giữa hai thế hệ. Anh tưởng tượng được cái cảnh là nếu như mà Hà Hồ gặp cô Khánh Ly ở ngoài đời sẽ là như thế. Anh biết sao chứ, anh thấy em hiểu Hà. Tại vì anh nghĩ là Hà gặp cô Khánh Ly Hà cũng sẽ, Hà luôn có cái sự nhún nhường với bậc tiền bối của mình, luôn luôn giống như là cô hát đi, chị hát đi. Trong cái bài vừa rồi anh thấy em có điều đó. Và anh thấy em hiểu cái thần tượng em khủng khiếp. Và em làm cho anh cảm thấy ồ, anh nổi da gà và thật sự anh rất xúc động. Và hôm nay em hát giống Hà Hồ kinh khủng, những nốt cao em lên cực kỳ căng. Và em thật sự có tài năng. Cảm ơn cả hai người. Giám khảo Trấn Thành đã rơi nước mắt vì em. Và bây giờ cũng như thế, cái cảm xúc của em bây giờ thế nào? Dạ, em đối với chị Nguyệt giống như là một người mẹ và một người đi trước của em. Em thật sự rất ngưỡng mộ chị. Và qua cả câu chuyện của chị nữa cũng rất giống với mẹ của em, nên em cảm thấy rất là thương cảm. Và em nghĩ là phần thi này kết quả là cả hai đều phải hát cho thật hay, nên là em cũng muốn được hóa thân thật tốt và được có thể phụ giúp cho chị một cái gì đó trong cái bài hát này. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Tôi nghe từng ca từ của hai bạn hát, tôi nhớ lại một cái câu thơ như thế này: sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Có nghĩa là cái bài này nó gói ghém như một đời người con gái luôn. Từ cái thuở còn thiếu nữ cho đến lúc không còn mong chờ điều gì nữa, có thể là cuộc tình nó đã chết luôn rồi. Cái thế giới mà trên cái sân khấu mở ra đó là lúc mà Ánh Nguyệt mặc cái tà áo dài này vô cùng xinh đẹp và đi trong một cái rừng cây trắng và trong những cái sương mờ, và ra hát những cái câu đầu tiên thực sự rất là cảm xúc. Và tôi không còn nghe để mà soi từng lời từng câu gì nữa, mà chỉ thả hồn theo cái bài hát này mà thôi. Và đặc biệt cái cô Đan Trang này á, từ hồi hát với Pascal Ngọc Tân cho đến nay hát với một bạn diễn khác của mình, anh luôn nhìn thấy ở em một cái sự trân trọng người bạn diễn của mình, nhường nhịn và giống y như mở cái tâm hồn mình ra để mà hai người cùng ôm lấy nhau, để cùng hoặc là cùng nắm tay nhau để mà đi đến hết cái bài hát. Anh rất là thấy trân trọng cái điều đó ở em. Và xin mời giám khảo Minh Tuyết. Trong cái tiết mục ngày hôm nay, người ta nói như thế nào? Âm nhạc nó hay là bởi vì nó truyền cảm hứng từ người này tới người kia. Nó chạm tới trái tim của người nghe, nó chạm tới niềm vui lẫn nỗi đau. Và ngày hôm nay, Ánh Nguyệt và Đan Trang, lý do tại sao Trấn Thành rớt nước mắt là bởi vì em đã chạm đến trái tim của Trấn Thành và kể cả của chị. Với cảm nhận của chị ngày hôm nay khi chị xem tiết mục này, chị thấy từ Đan Trang cho tới Ánh Nguyệt không còn là Đan Trang và Ánh Nguyệt nữa, mà từ phong thái tới giọng hát nó là Hồ Ngọc Hà và Khánh Ly. Quá tuyệt vời, cảm ơn các vị giám khảo. Và cái vòng này giống như là hai chị em không còn là song đấu nữa, mà là song kiếm hợp bích. Vậy thì bây giờ có lẽ chúng ta cũng không khó để mà đưa ra quyết định của mình, phải không ạ? Sự lựa chọn của các vị giám khảo dành cho hai thí sinh này như thế nào? Trước tiên là Đan Trang. Mời Trấn Thành. Anh chọn em. Trấn Thành lựa chọn. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị cho em vé vào trong thẳng. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đan Trang, thần tượng của em thì có một cái vóc dáng rất là thon thả và rất là xinh đẹp, đúng không? Em nghĩ là em có thể phấn đấu được như vậy không? Dạ, thật sự là trong cái thời gian vừa qua em cũng rất là cố gắng để giảm cân, và em cũng muốn được có cái nét xinh đẹp và cái sự bản lĩnh của chị Hà, và em cũng đang rất là muốn cố gắng. Em xinh đẹp là em có rồi. Vòng trước đó thì anh cũng có nói nhỏ với em sau hậu trường là em cố gắng thể thao một chút để mình có sức khỏe, ngoài ra mình có thêm cái diện mạo
nó thật là xinh đẹp hơn. Khuôn mặt mình đã xinh đẹp rồi thì có thêm cái điều đó về ngoại hình nữa, mình sẽ rất là bắt sân khấu. Có một cái câu là love your body, be yourself, có nghĩa là hãy yêu cơ thể của mình. Đó, như là yêu chính mình. Anh chọn em. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng lựa chọn. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Hôm nay em có một cái sức hút rất là đặc biệt, và chị nghĩ rằng chị không có lý do nào mà không đưa em về cái ghế ngồi bên đó hết. Xin chúc mừng Đan Trang. Cảm ơn rất là nhiều. Với sự lựa chọn của cả bốn vị giám khảo, mời em. Xin mời. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh Ánh Nguyệt. Mời giám khảo Cẩm Ly. Ánh Nguyệt thì hôm nay là trong cái bài hát này không có gì phải để chê hết. Tất cả những cái khiếm khuyết của ở vòng trước thì hôm nay làm rất là tốt và hát rất là đầy đặn luôn. Ly rất là muốn, nếu mà Nguyệt vào vòng trong được thì muốn có một cái gì đó hơi bứt phá một tí xíu. Chứ bây giờ mình hoàn thiện lắm, nhưng mà mình lại nằm ở cái chế độ hơi như an toàn. Nhưng mà dẫu sao thì với tiết mục này thì Ly vẫn dành vé chọn cho Ánh Nguyệt. Vé chọn, xin cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và xin mời giám khảo Trấn Thành. Đúng như chị Cẩm Ly nói là nó rất là an toàn. Và thực sự thì chương trình vẫn cần chị trong đêm chung kết. Mời chị. Cảm ơn Trấn Thành, mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Ánh Nguyệt, còn tuổi nào cho em một bài hát mà Tuyết rất là thích? Bởi vì Tuyết cũng đã từng hát rồi. Tuyết chỉ mơ ước được một điều, có một ngày Tuyết thấy được cô Khánh Ly thực sự cùng bạn Ánh Nguyệt song ca một bài hát trên một sân khấu lớn. Yes. Vé chọn, xin cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không một giây suy nghĩ, tôi chọn Ánh Nguyệt. Và như vậy là cả bốn vị giám khảo đều lựa chọn Ánh Nguyệt. Xin chúc mừng thí sinh Ánh Nguyệt của chúng ta. Xin chúc mừng chị. Trời ơi tôi đã lỡ yêu em rồi, làm sao ngăn được biết đâu trong đời, biết đâu nhức nhối tươi bời, bao đêm cô đơn bồi hồi mong một người nhớ đến tôi. Phải làm sao, làm sao chiếm được trái tim của nàng, làm sao để em hiểu rằng tim anh đã lỡ yêu rồi, nhưng em nào có hiểu tình tôi. Lỡ yêu đắm say trong tình mù khơi, chấp nhận vậy thôi, ôm xót xa dạ rời. Lỡ yêu biết rằng chẳng nhận bao nhiêu, vào yêu mới thấu trăm triệu khổ đau. Thầy đam mê thể xác căng đây, nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hồn ta khi đôi mặt tơ đêm đơn côi, chờ thấy đêm dài tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi.
kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em cùng đầu. Khoan buồn dài hôn hút, đón buồn một lần qua. Người vui bên người để tôi thêm sầu. Nhìn em đây rồi ngỡ như xa vời. Tiếng yêu chưa dám nên lời, môi hôn chưa trao một lần, nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu. Những lời này cho em, ta đời ta khắc phải nửa đời. Thôi đam mê thể xác ra rơi, chết giữa đó đầy khi tàn mong em. Chưa dám nên lời, môi hôn chưa trao một lần, nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu. Đam mê thể xác ra rơi, chết giữa đó đầy kỳ tàn mong em. Hai dòng ca rất là tuyệt vời vừa rồi, Quang Nghị và Tuấn Minh. Cho tôi nói trước. Dạ mời giám khảo Trấn Thành. Xuất sắc. Vỗ tay. Yeah. Chuyên nghiệp, không có một tí amateur nào. Cả hai người hát tình cảm, hát có dấu ấn, hát có chữ ký, có nội tâm, đầy đủ nội lực để thu hút người ta nghe. Dĩ nhiên là cái anh Ngọc Sơn ảnh còn thiếu một tí xíu cái sự tự tin và chắc chắn như cái bạn Nghị để mà hát giọng đa nguyên. Anh chỉ còn thêm một chút xíu tự tin nữa thôi thì là cái tiết mục này tôi dùng từ là hoàn hảo luôn. Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay anh hát cũng rất hay, rất tốt, rất giống Ngọc Sơn. Hôm nay hai bạn, tôi nói thiệt, perfect. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tôi sẽ nói về Tuấn Minh trước. Tuấn Minh chắc chắn là trong đời thường của Tuấn Minh sẽ là một con người rất là sôi nổi, rất là hóm hỉnh và rất là náo nhiệt, đúng không? Bởi vì lúc mà em ra đó, cái thần thái của em, cái nội lực bên trong em là có, những thí sinh còn lại cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà làm sao để mà thể hiện ra cho khán giả được cảm nhận cái sự sôi nổi, cái sự nhiệt thành trong mình đó, thì em làm được cái điều đó từ đầu cho đến những cái vòng tiếp theo và đến cả hôm nay cũng vậy. Ở em, lúc mà em hát hay là cái điệu bộ gì của em á, nó cũng tràn đầy năng lượng và nhìn rất là mang màu sắc giải trí. Anh nghĩ vậy. Đó là cái phần ưu thế của em. Em cũng rất là biết giao lưu với lại bạn diễn. Còn về phần Quang Nghị nha, cái phần hát á, thì anh Thành đã khen em rồi, nhưng mà cái phần mà giao lưu á, nhiều lúc á, anh thấy Tuấn Minh nhìn sang em nhưng mà em không có cùng đáp lại cái sự giao tiếp đó. Em hơi bị tập trung vào cái phần mình chuẩn bị hát quá, cho nên là em để cho bạn bị lạc ra khỏi cái dòng giao lưu đó, thì em lưu ý giùm anh phần đó. Còn những cái phần hôm nay hai anh em rất là đẹp trai, mặc hai cái vest sequin như là hai ngôi sao, diễn rất là dễ thương. Và hôm nay mọi người có thấy là Quang Nghị diễn với những cái bước trên sân khấu và vẫn rất làm chủ sân khấu, đúng không ạ? Cho một tràng pháo tay cho Quang Nghị và cả Tuấn Minh. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế còn chị Tư Cẩm Ly? Có thể là mình sẽ chưa hoàn hảo lắm, nhưng chữ ký là đều có hết. Giữa hai bạn, giữa hai thần tượng nghe là ra ngay. Tuấn Minh thì chị đã nói ở vòng đầu rồi, nhìn em là thấy, chị nói là tràn trề sinh khí, hiểu không? Và chị đang trông chờ một cái bài hát mà của anh Sơn, mà coi như là em quậy tung cái sân khấu này nè, chị đang trông chờ đó. Chưa thấy thôi. Có thể là với cái bài hát này nó tâm trạng quá, cho nên là Nghị cứ coi như là chìm đắm vào cái nhân vật của mình, cho nên là không có giao lưu với em nhiều. Mà em thì lúc nào nhìn mặt em mà thấy tươi rồi. Không, nhưng mà Thành muốn nói với bạn Minh như thế này, là bạn phải chủ động bạn ạ. Bạn lâu lâu các bạn cứ bị cảm thấy mình không biết mình phải làm gì kế tiếp á. Bạn có cảm giác điều đó không? Nó bị cứ thừa nào. Bạn cứ thoải mái, người ta hát, bạn cứ tưởng tượng bạn là Ngọc Sơn, bạn du dương, bạn cứ phiêu theo nhạc. Bạn phải chủ động mọi điều trong cơ thể của mình.
Tại vì bạn đang làm tốt mà bạn có làm gì dở đâu mà bạn lúc nào cũng bị cảm thấy là không biết mình phải làm gì kế tiếp, cứ bị rụt rè thế nào ấy. Bạn ấy chưa đặt trọn mình. Anh Thành vào nói chuẩn quá. Anh Thành nói chuẩn quá vì em cứ sợ làm bị làm quá. Không hề. Bạn đang làm rất tốt, bạn cứ chủ động mọi chuyện cho tôi, tại vì bạn cứ làm tốt cái phần của bạn đi, mọi người sẽ nhìn lên trên đó, không có gì là quá cả. Một cuộc thi nhảy giọng thần tượng của mình nó không có cái chuẩn mực gì gọi là quá cả, thì cứ làm đi. Còn hơn là mình không làm, đúng không? Cảm ơn sự góp ý của anh. Tôi còn trong ngọng làm chi nữa. Đó đã đưa ngang từ thùa ơ. Tôi chẳng bao giờ dám nói đâu. Mấy năm cách biệt mình gặp lại. Ủa sao vậy chị? Tại chị đã quá đó mà. Thật sự đối với chị á, khi mà Hoài Lê hát á, rõ ràng là chị thấy em trai của chị Quang Lê đứng trên sân khấu giống dễ sợ đối với chị nha. Cách đứng, cái bước đi luôn, cái động tác đưa tay lên hay là ngoảnh cái đầu hay ngoắt cái tay như vậy rất là giống quá. Cái hồn ở trong từng cái câu chữ giống Quang Lê gần như là 100%. Chỉ tội một cái điều á, là cái chất giọng của em á, nó không có âm sắc bén như là cái chất giọng của Quang Lê. Nhưng không có nghĩa là nó không hay. Nhưng mà đối với chị thì đã nói là bắt chước thần tượng, thì em đã bắt chước được tất cả những gì mà anh Quang Lê đã có. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Nghe lời nhận xét này xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều phải không em? Dạ, em thấy em ốm lại một chút. Sao mà để cho súc mỡ đi uổng vậy? Đúng rồi, nó hốc hác quá rồi nè. Mặt bé nó ốm nhôm, ốm nhách luôn vậy đó. Ôm lo lên quá lên hay dạ. Sao? Ôm lên. À, ôm lên. Nói về cái sự hốc hác mà góc cạnh chắc chắn phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Anh cũng hốc hác đi đúng không ạ? Lo, phải anh lo cho thí sinh. Hoài Lê bước ra cũng lo luôn đúng không Lê? Áp lực luôn đúng không? Tâm lý dạ, chứ. Chút xíu thôi. Dạ. Đó chút xíu chứ không phải không. Nhưng riêng trường hợp của bạn khen tí, giọng hát rất tốt. Tôi chỉ hơi tiếc chút xíu một xíu thôi. Là phải chi á, hôm bữa giám khảo Minh Tuyết nói là mấy bạn đừng có lạm dụng những cái tật của những người ca sĩ ta hát. Nói là không lạm dụng chứ cũng đừng có làm ít quá. Thấy cái bài đó nó bình thường đi. Thi mà đôi khi tôi thà bạn làm quá một chút còn hơn là không làm gì hết. Tôi cưng bạn là cưng những cái mà bạn nhăn mặt, bạn đẩy tay đẩy chân ra. Thật ra tôi mê mấy cái đó lắm. Để thấy được à, người ta biết cái chiêu này là của cái ca sĩ đó nè. Hãy thoải mái làm những cái gì mà mình cảm thấy thú vị nhất. Nhưng đúng là ông trời sinh cái giọng của bạn là giọng thổ hơn của anh Lê nhiều. Nó không có cái độ bay như anh Lê. Tôi không yêu cầu cái đó. Tôi chỉ yêu cầu là bạn nắm được cách xử lý thái độ, thần thái thì đúng là mọi thứ là của Quang Lê thiệt. Nếu bạn vào vòng trong làm ơn hát cái bài nào á, tiết tấu hơn một tí và thể hiện được nhiều cái thái độ Quang Lê hơn, tôi cưng bạn lắm. Ra bận bộ đồ đen, tím là vô hệ tôi rồi. Có cái cây tím sau lưng nữa. Rồi có giống gì nữa không mà cưng dữ vậy? Tự nhiên thấy có dính mỡ rồi thấy vui. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời tiếp theo, giám khảo Cam Ly. Chị vẫn giữ cái câu nhận xét từ đầu chương trình đến bây giờ là ở em á, cái tình và những cái từ mà em thả đặc trưng của Lê em đều có hết. Có hết. Chị không để ý giọng hát em luôn mà chị cứ nhìn cái đó hoài mà chị thấy Lê đàng hoàng. Đó là khi em hát cái đầu em nè. Có, nãy Thành không thấy. Cái đó nó rất không, là không thấy. Có. Anh muốn thêm nhiều nữa. Nhưng mà bữa nay anh làm nhẹ quá, anh bị tiết chế lần có, trước nói làm anh quá, nhiều anh lắm. Bị tiết chế là tôi thấy nãy ổng làm nhiều. Còn chị đang nói cái đặc trưng của Lê khi mà hát từng câu luôn là Lê cứ gì nè, nó nhẹ nhẹ là em làm, chị cứ nhìn cái đó hoài luôn á. Nhưng hồi nãy chị nín thở lúc câu cuối của em, em có cảm giác không? Chị nói bị chết rồi, nó gãy cái câu ao rồi, không lên tới. Mà không ngờ em vẫn kéo và em đầy hết cái câu sau. Tất cả xung quanh đều tốt hết. Mọi người phải công nhận một điều là phần lớn các bạn bắt chước chỉ bắt chước được hình thức, đúng, hình thể, nhưng không bắt chước được cái tâm, cái hồn trong câu hát.
em là em người có được cái điều đó. Cho nên chị ghi là em là cách xử lý và cả cái tình. Hôm nay là nhận được rất là nhiều lời khen. Nhưng đừng chủ quan, nếu đi vào trong nữa mình còn có nhiều cái giống như cái yêu cầu của anh Thành là muốn. Bây giờ tôi yêu cầu thêm một điều nữa để dằn mặt hai vị giám khảo còn lại. Lần sau bạn muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Chị đề nghị em bây giờ anh Thành muốn em phải mập hơn nữa. Bây giờ cứ xin cái số điện thoại anh Thành đi đâu rủ em đi chung ăn chung là mập lên liền. Ok. Trời hợp lý ơi. Tại sao nói về cái sự mập lại quy về cho giám khảo Trấn Thành? Không em kém. Không có nói là anh Thành mập. Em chỉ nói là anh Thành sẽ dẫn em đi ăn không, chung để có cái động lực. Thành thôi. Không mập nhưng mà Thành luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người khác mập cùng. Được, chuyện nhỏ. Ok. Nhắc tới đồ ăn cái thấy nhớ quá. À mình bỏ qua chương trình ẩm thực được không? Mình đến với thí sinh Hoài Lê, anh Hoàng Nhật Nam. Anh thấy như thế nào ạ? À? Tôi rất là bất bình khi mà giám khảo Trấn Thành vừa rồi yêu cầu Hoài Lê là phải mập hơn. Bởi vì như này là vừa làm cho thí sinh của chúng ta áp lực. Nhưng mà thêm một vấn đề đó nữa là tôi đã được biết là giám khảo Quang Lê là có ngồi chung với giám khảo Minh Tuyết trong Tuyệt Đỉnh Song Ca, đã bắt đầu là đi tập gym rồi và mặt có dấu hiệu và hiện tượng vi lai luôn. Anh Lê đi tập gym rồi thì bây giờ em mà không có thành công chút, em ơi. Chút nữa thời gian nữa là em mập lên, anh Lê ốm xuống là em lại đuổi. Không em ơi, cái chuyện mà Quang Lê ốm xuống là viễn vông nha. Ồ, viễn vông nha em, đúng rồi đó thiệt. Trời ơi, tại sao quá. Tại sao mọi người lại nói xấu em trai của tôi? Tôi nói giỡn, tôi đừng có lén lén, tuần sau mập thiệt tội nghiệp nha, tôi không chịu trách nhiệm. Em mà vô chung kết gì mượn nguyên bộ đồ Quang Lê cho em bận luôn. Mình tiếc quyền lực lắm. Sợ lắm tình chưa thấy đã vui vậy. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim như ngày xưa. Người còn đây đừng buồn thêm chị ơi em. Sợ lắm câu mong chờ tình giờ lắm từng đêm tới ước mơ mình. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Sạch vai trên con đường dài, mình diễm nhau qua bao đường đời gian khó. Có anh và em, rồi đâu sẽ qua cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Đời trôi ta vẫn yêu nhau mãi mà thôi. Dòng đời trôi ta vẫn yêu nhau mà cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiên tha qua tâm tư trọn mộng trọn mơ, về tình khăng lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã gieo neo qua chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang,
có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên, vì mấy khi yêu mà chẳng đường được người yêu. Không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình yêu nhau qua bao đường đầy gian khó, có anh và em rồi đêm sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lành xa. Tình đôi ta quyền sẽ mãi không bao giờ phai. Đời có khi thăng trầm khi buông phòng, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi ta vẫn yêu nhau mãi mà. Vừa rồi là một bản liên khúc với hai bài hát Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau. Thưa quý vị, lần đầu thấy Quang Lê nhảy trên sân khấu. Mà nào giờ hát có nhảy giờ chưa em? Dạ chưa bây giờ. Dạ. Anh Quang Lê cũng vậy đó. Anh Quang Lê mà anh thấy cái người hóa thân của anh mà nhảy như vậy, chắc anh cũng sẽ cố gắng để mà nhảy như vậy luôn á. Thôi đừng. Sao vậy anh? Quang Lê cứ hát thôi chứ nhảy mệt lắm. Thôi cứ nhảy thì để tiếc lo. Đúng rồi, Quang Lê thiệt mà nhảy trời té một cái là không biết ai ra đỡ nữa. Tiến Huy, bạn chưa có thật sự là xuất sắc trong phần trình diễn này, nhưng mà Thành cũng ghi nhận sự cố gắng của bạn. Có vài chỗ bạn hát cũng rất là giống Quang Lê, nhưng mà nó không có được ổn định. Còn riêng với bạn Thanh Mồng, một sự bứt phá. Hôm nay bạn làm tôi phấn khích, tôi nhảy nhót điên cuồng, tôi quên cả chính mình, tôi vỗ tay phạt phạt. Có những đoạn bạn làm quá là cưng. Hôm nay giọng hát bạn khỏe, vang, sáng. Và đúng, bạn có luyện tập. Hôm nay bạn đã có những cái độ ngân giống chị Tuyết, mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cái điều đó tôi đang chờ đợi bạn ở những vòng như chung kết chẳng hạn. Một lời hứa hẹn tuyệt vời. Tôi mê cái đoạn mà báo bấu cái lỗ tai này nè. Cái đó là Minh Tuyết hay hát báo bấu lỗ tai, tôi không biết là do nghe headphone hay là nhiều khi ngứa gãi. Xin hỏi chủ nhân. Nghe đó, cái hộp xoàn nặng của nó triệu xuống. Có cái vụ báu báu này tôi chịu đó. Thật sự là cái vụ báu báu là có một lần Tuyết có nói về Tuấn Hưng đó. Là về Tuyết với Tuấn Hưng đều đeo cái headset ở đằng sau lưng, là cái máy để nghe cho nó rõ đó. Đôi lúc mình phải chỉnh sửa chút xíu nên hay báu báu.
cũng nhiều khi đôi lúc cục xoàn nó cũng nặng nên cũng phải chết rồi. Vậy chị Tuyết là khó đoán lắm không? Đôi khi những cái động tác như thế á, mấy em không có hiểu, giống như Tưởng Hương cứ không hiểu, cứ là cái mầm mò vậy đây rồi. Vậy là thực ra là mấy cái máy đó nó hại, mấy em tưởng là cái phong cách của mấy đứa đó thiệt tình. Nhưng mà nhờ vậy có cái người ta làm đúng không? Nhưng mà có nghĩa là các em có sự nghiên cứu. Đó, yeah. đúng rồi. Không? Chị Tuyết, ví dụ như là bạn Mộng á, bạn hát cái bài mà Yêu Mãi Ngàn Năm là bài của chị rồi, cho nên bạn ấy là dễ thể hiện đúng cái giọng của chị. Nhưng mà khi qua hát cái bài mà Đừng Nói Xa Nhau của Quang Lê thì đúng là hơi khó thiệt. Không, dạ. Thực sự là mọi người không biết vì hai bài hát này chị và đều Quang Lê đều đã hát rồi. Dạ vậy thì bây giờ mời chị Tuyết hát thử một đoạn trong bài Đừng Nói Xa Nhau được dạ, không ạ? Dạ xin mời chị. Trời ơi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha cho tâm cứ chết mộng. Yeah. Thật sự là nói thiệt là năm thuở 10 thì gặp Quang Lê mới hát bài này nên không có nhớ lời. Nhưng mà thế này, đối với chị á, thì chị lại thấy rằng là cái bài Đừng Nói Xa Nhau em hát á, lại có phần giống chị. Mà cái bài đầu tiên á, nhất là cái đoạn đầu vào á, chị đã nói em từ cái vòng đầu rồi. Có thể là chị sẽ khó hơn những người khác bởi vì chị biết như thế nào. Khi mà em hát bắt chước chị, đừng có quá ủy mị. Nó chỉ đôi lúc chị hay luyến ra những cái đuôi thôi. Nhưng mà nguyên cái câu nó không phải là quá ủy mị. Cho nên nếu em làm quá ủy mị, bản thân chị nghe chị thấy nó hơi khó chịu. Em hiểu không? Nên ví dụ như là em hát là sơn lắm khi yêu ai tìm dại khờ. Sơn lắm tình chưa thấy đã vội bay. Chứ nó không phải là sợ lắm khi yêu ai. Nó em hơi bị ủy mị quá. Nhưng mà em có những cái ngân và những cái âm sắc nó giống chị, cho nên em chỉ cần tiết chế cái chỗ đó thôi, đúng không? Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi ai. Có là chị luyến cái đuôi nhẹ nhàng, em chỉ cần tiết chế cái đó thôi thì em sẽ giống chị rất là nhiều ha. Cho nên rất là mong em hiểu được những gì mà chị thực tập cho em hồi nãy giờ, để em có cơ hội vào vòng trong mà em làm tốt hơn và giống hơn. Bởi vì không có gì sung sướng bằng khi mình ngồi ở dưới đây mà lại có một người thần tượng mình đứng trên đó hát giống mình và diễn giống mình. Dạ, yeah. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất là nhiều ạ. À. Vâng ạ, à. Còn cho chị nói chút xíu về Quang Lê. Không biết em có tròn lên hơn tí xíu vòng trước không ạ? Em có ăn giò heo chiên giòn rồi giám khảo. Lúc lúc mới thi về thì không được chọn thì em có đi tập gym xong rồi được vé chọn của chương trình thì mừng quá em ăn lại vậy. Chị nhìn em giống Quang Lê dễ sợ. Nhất là cái lúc mà em nhảy em te cái tay vậy nè. Cho nên là chị rất là khen về cái phong cách của em ngày hôm nay. Rất là giống Quang Lê. Chúc mừng hai em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Giám khảo Nội Tâm, sao ạ? Anh cảm thấy như thế nào ạ? Hai cái bài này, Yêu Mãi Ngàn Năm và Đừng Nói Xa Nhau, ban đầu vào thực sự là cái phần này là cái phần không gian của Thanh Mộng rất là nhiều. Những cái động tác hình thể về mặt biểu cảm của em, em có sự nghiên cứu và cũng có sự cố gắng. Tuy nhiên là trong cái đoạn đầu mà Yêu Mãi Ngàn Năm thì nó vẫn chưa thực sự ra như là anh mong đợi lắm. Vì anh quan sát của Minh Tuyết rất là nhiều qua những cái CD hoặc là những cái phần biểu diễn của cổ. Cổ sẽ rất quyến rũ một cách khác khỏi chứ không ủy mị nha. Nó có độ da diết và nó rất là đã. Như cho chị mượn cái kẹp, chị kẹp cái lỗ mũi chị lại như. Sao vậy chị? Nó bị sao vậy chị? Chị nở quá em. Dạ. Thanh Mộng, anh mong là nếu như mình thả hồn hơn một chút xíu
thì nó sẽ làm trọn vẹn hơn và da diết hơn. Anh làm việc với chị Minh Tuyết nhiều lần rồi, và trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca á, là chị huấn luyện cho các học trò của mình á, những cái tâm trạng á, từng câu, gọi là min từng chữ, từng câu á, thì chị hầu như thức đến 12 giờ đêm ở lại sân khấu để chỉ có những cái đoạn diễn xuất rất nhỏ trong bài hát. Và anh cũng thức cùng với chị tại sân khấu cho nên là thấy rất là vất vả. À, sao thức cùng luôn hả? Nghe à, không, có nghĩa là mình ở lại sân khấu cùng nhau. Thành à, ở lại cùng nhau luôn hả? Với ekip, với học trò. Hết hồn. Bí dài. Mà cái vấn đề là ekip có hai người hả? Anh thấy MC Đại Nghĩa hôm nay đơm đặt rất nhiều. Dạ thôi em trở lên. Anh Nghĩa, đúng rồi, anh có thể vào trong nghỉ ngơi. Anh Nam kêu nghỉ rồi. Em lên đây đi đi em. Em khổ đừng quá. Có đứng dưới đó. Đứng ở đó người ta dễ so sánh mình với Minh Tuyết lắm nha. Còn về phần Quang Lê thì những cái diễn xuất của em hoặc là về cái hình thể này kia thì nó khiến anh liên tưởng tới Quang Lê. Tuy nhiên là về giọng hát thì anh chưa thấy là Quang Lê đang hiện diện ở bài hát này nhiều. Cho nên là anh mong đợi là nếu như em được vào vòng sau thì em sẽ thể hiện nhiều hơn nữa. Xưa vuốt mần về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tự đoá hoa sen, hồn nhiên ca hát hoa tiên mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian, nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi, mộng mơ hoa bướm ngày tháng giống chơi, tình yêu cao vút tự do bên trong, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút để mê nhớ nhung phù du, sắp cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút yêu xa, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút để mê nhớ nhung phù du, chập cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sa, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo. Thưa quý vị, đó là Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn Vũ Công, Ánh Nguyệt. Nghệ sĩ Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Khi bạn cất giọng hát lên những câu đầu tiên rất là giống, nhưng mà vào cái đoạn điệp khúc thì bắt đầu nó hơi thay đổi một tí xíu về âm sắc. Tự nhiên nó có chất giọng của bạn ở trong đó nhiều hơn. Bài này âm vực cũng hơi cao nên tôi nói rồi, những khi nào mà âm vực quá cao thì cái độ kiểm soát của mình để hát giống một ca sĩ thần tượng nó sẽ khó hơn. Bạn hát giống anh Quang Dũng ở những quãng trầm nhiều hơn là những quãng cao. Tại vì nếu như bạn hát giống anh Quang Dũng nhiều hơn thì bạn phải đẩy cái âm thanh nó hơi lên mũi một tí, thì nó ngộp ngộp lại một tí nữa thì nó mới giống nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là anh Quang Dũng anh có một cái đặc biệt hơn, rất là lạ hơn người ta, là mặc dù anh hát bằng mũi, giọng mũi nhiều, nhưng mà khi hát thì cái âm thanh nó lại vang, nghe rất là dày. Nhưng mà còn âm thanh của bạn thì nó để đóng vào trong, nó nằm ở trong người bạn nhiều hơn, nó không có ra, nó thoát ra nhiều. Là nãy giờ Thành đang nói về màu giọng, còn nếu mà nói về phong cách hay là tình cảm hay là cái cách bạn thể hiện trên sân khấu thì hoàn toàn giống nhé. Chất giọng của em, cái âm của em, những khi em nhả những có một vài chữ rất là giống, chẳng hạn như câu ao, chữ phai cũng rất là đẹp.
Duy chưa có điều giống như chị, có cảm nhận giống như Thành. Có nghĩa là Dũng hát thì nghe nó như thế, nhưng cái độ dày trong cái giọng nó sẽ có. Đôi khi em hát cái hơi nhiều, em cũng hát theo cách của Dũng, nhưng lại bị nuốt vào trong hơi nhiều, cho nên nó gọi, người ta dùng từ là nó bị tù, cái giọng mình nó tù, nó không vang ra ngoài. Thì cái đó là mình sẽ khắc phục lại nếu em được vào vòng trong. Chứ em, chị thấy chị thích cái phong thái của em nhất. Cho chị bổ sung thêm vạch mặt anh Quang Dũng chút xíu. Xin lỗi anh Quang Dũng đâu đó. Tại vì chị hát với anh Quang Dũng cũng khá nhiều. Quang Dũng hát cái miệng hơi mím mím, mím. Cười mím chi sao cái tay. Đúng rồi. Con đó đúng rồi, đúng rồi, là tay nó phải, nó hơi có cái sự móc vô đó cưng. Cái tay nó cứ như vậy à. Và có cái xu hướng á là chồm người ra phía trước. Trời ơi. Và cái tay để gì đó. Sao bình thường tôi nhớ Quang Dũng của tôi anh sang lắm mà ta. Cái tự nhiên nghe qua. Tự tưởng sẽ qua hai này. Trời ơi, cái gì móc. Móc chồm. Rồi cái gì dày dày. Thấy anh Quang Dũng mà anh đó là cách chúng tôi diễn tả. Chúng tôi đang diễn tả anh Quang Dũng một cách rất mỹ miều. Chỉ có hai MC thể hiện lại rất khuyết tật thôi. Dạ, khi mỗi lần mà đứng mà chờ nhạc á, cái mặt của Dũng như nè. Mặt kiêu hãnh đó không chị? Kiêu hãnh đó. Mặt nhạc chưa đi, đó. Nhạc chưa đi rồi hát, tôi hát cho nghe. Đúng rồi đó. Cái kiểu này nè, tán nhạc cho mặt tôi đi nè. Tán nhạc cho mặt tôi đi. Rồi tôi kiểu hát cho nghe đó. Ừ đó. Thật ra đây nãy giờ nói đùa thôi, chứ thật ra những người như là chị Minh Tuyết là cái người hát nhiều với anh Dũng, cho nên những cái chi tiết đó nó thuộc về cái sự tinh tế, cái sự quan sát, hát với nhau nhiều mới phát hiện ra được những cái điều đó. Và các vị giám khảo đã chia sẻ lại với em, hy vọng rằng ở những vòng sau mình sẽ tiếp thu những cái điều này để mình làm cái phần thi của mình tốt nhất nha. Chúc mừng Tuấn Nguyễn. Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân gian hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Lời trong những ngày nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có mấy ai ra đời quay về lại, nơi cuối trời làm mây trôi. Thôi về đi, đường chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Còn nhiều khi từ vương khuê bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân gian hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đợi người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.
những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay. Có mấy ai ra đời quay về lại, về lại nơi cuối trời là mây trôi. Thôi về đi, đường chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Có nhiều khi từ vừa khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Thưa quý vị, đó là Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Trấn Thành đã đứng lên rồi. Trấn Thành, em cảm thấy sao? Đây không phải phần thi, đây là phần trình diễn. Mình không nói với nhau nghe đây là chương trình ca sĩ thần tượng thì mình tưởng tượng như đây là một chương trình ca nhạc ha. Là tại vì bạn Tuấn Nguyễn hát tốt quá. Hôm nay bạn hát bè cho chị quảng cao, quảng thấp đều đẹp hết. Và hát rất tự tin, khẩu hình giống Minh Quang Dũng dễ sợ. Nãy giờ nói cái gì tiếp thu cái đó ngay lập tức ra biểu diễn thần thái. Âm nhạc tán thẳng vô mặt, hướng hết tất cả mọi thứ vào người. Và bạn làm cho tôi ngạc nhiên nhiều. Rõ ràng là lâu lâu vẫn có những cái không giống lắm. Nó vẫn phải dùng cái hơi thật của bạn để mới với được lên những cái nốt đó. Nhưng mà khi mà xuống cái giọng trầm thì bắt đầu lại giống lại. Thành thử ra là nếu như bạn vào được vòng trong, bạn luyện thêm cái khoảng vang ngay cái gần cái mũi này nè đó, thì nó hơi tù âm nhưng mà nó vẫn mạnh mẽ thì sẽ ra anh Quang Dũng nhiều hơn. Nhưng còn nói về chị Nguyệt thì tuyệt vời lắm, âm thanh mượt mà vô cùng, cũng như một cái máy phát ra thôi, hát hay đến mức độ đấy. Nhưng mà vấn đề như thế này, lại một lần nữa chị có một số những cái mà Trấn Thành hy vọng mà cuối cùng nó lại không diễn ra. Một trong những cái đặc biệt nhất của Khánh Ly đó là phát âm dấu hỏi, ví dụ như là trả lại từng tin vui trả, nó có cái dấu hỏi nó rất là ấn tượng. Thì hôm nãy chị hát chị trả rất bình thường, lướt qua nhẹ nhàng đó, trong khi đó là những cái điều mà mình chỉ cần nhấn tí thôi là người ta nghĩ ra người đó ngay. Đâu bây giờ chị hát lại cái câu đó. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Cái này giọng Nguyệt hát như vậy nè, Nguyệt hát chậm rãi mới giống cô Khánh Ly. Cái này rất là giống luôn. Dạ, xin mời ý kiến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đối với Tuấn Nguyễn á, thì thật sự là anh quá thích em trong cái phần trình diễn này. Em rất là lịch lãm, sang trọng và da diết, mạnh mẽ vừa phải. Mọi thứ nó rất là vừa đủ để giống như một cái bờ vai vững chắc để cho cái giọng nữ nương lên trên đó. Còn đối với bạn Ánh Nguyệt á, thì thực sự là mình cũng nuôi cái cảm xúc từ hồi tiết mục hồi nãy và đến bây giờ. Và thực sự là có những cái ca từ của Trịnh Công Sơn thì mang đầy tính triết lý và được cộng hưởng bởi hai cái giọng hát của hai bạn. Nó có sức hòa quyện cho nên nó càng đẩy cái cảm xúc trong tôi lên rất là nhiều. Cái câu mà về từng khi nắng ngời, về từng khi mưa bay, tự nhiên tôi là nhớ đến một cái câu thơ của Nguyễn Du mà rất đúng trong cái tình huống này, trong cái tình cảnh này. Đó là tiếng trong như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chính khúc, khi trao đôi mày. Thì thật sự là cái bài hát này, cái tâm trạng nó lên bổng xuống trầm và nó hạnh phúc nhất và nó đau khổ nhất, nó đầy đủ cả. Như đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa mới chia sẻ và dẫn chứng là bốn câu thơ trong Kiều của Nguyễn Du nói về những cái uẩn khúc, những cái nỗi niềm trắc trở trong cái tâm trạng của mình khi mình trình bày một cái ca khúc này. Vậy xin hỏi, khi mà Ánh Nguyệt trình diễn ca khúc này á, thì Nguyệt có đặt cái tâm thế của mình vào nhân vật trong cái bài hát này hay không? Hồi giờ cũng có nhiều lần em muốn đi thi nhưng không có cơ hội.
Vì sao? Cách đây khoảng 2 tháng Nguyệt vừa trải qua một ca phẫu thuật. Thì bác sĩ có nói là Nguyệt phải tiếp tục một ca phẫu thuật nữa. Nguyệt rất là vui khi mà lần rồi Nguyệt phẫu thuật, Nguyệt nghĩ là Nguyệt sẽ không thức dậy được nữa. Hôm nay là Nguyệt đi không có ai hết, chỉ một mình, trong khi là ba mẹ và mọi người thương Nguyệt lắm. Nhưng Nguyệt sợ Nguyệt không làm được gì, ba mẹ buồn. Chỉ mong là một số cũng được, hoặc là một lần cũng được, để ba mẹ Nguyệt thấy Nguyệt tỏa sáng trên sân khấu. Vì ba mẹ Nguyệt rất là mong Nguyệt được tỏa sáng, nhưng Nguyệt không có cơ hội. Cũng mong là lần này nếu như mà tiếp đến lần phẫu thuật của Nguyệt không thành công nữa, đây cũng là một kỷ niệm trong chặng đường sự nghiệp âm nhạc của Nguyệt. Xin cảm ơn mọi người. Như Nguyệt nói, hôm nay Nguyệt đến đây không có ai, đó là những người thân của mình. Nhưng mà bắt đầu kể từ cái giây phút Nguyệt cất cái tiếng hát đầu tiên trên sân khấu thì Nguyệt đã có rất nhiều những người thân của mình ở bên cạnh rồi. Đó là tất cả chúng tôi ở đây và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mạnh mẽ lên nào. Và chúng ta hãy cùng mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh Nguyệt, đến với giọng hát này. Và chúng ta hy vọng mình sẽ còn gặp nhau ở những vòng thi tiếp theo. Một tràng vỗ tay nữa dành cho Ánh Nguyệt và Tuấn Nguyễn. Không có em như thuyền xa rời bến mộng. Chiều nay anh vắng em nghe sầu rớt vào trong tim. Chiều nào ta bên nhau khăn khít hai mái đầu. Nay em bỏ đi rồi còn mình anh đơn côi. Chiều nay mây ngừng trôi cơn mưa lòng bất chợt. Mắt lệ này cho em nghe sầu ướt hoen mi. Vì sao em ra đi em không nói một lời. Bỏ lại anh giữa đời với nỗi sầu khôn nguôi. Em ơi quán cũ hôm nào khách đến dấp dìu trong tiếng nhạc tình thương yêu. Còn anh lạc lõng bơ vơ góc vắng lanh lùng uống rượu sầu nhỏ lệ thương đau. Phố buồn nay không em anh một mình qua lối cũ. Bóng hình em yêu xưa anh biết nẻo đâu tìm. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm. Nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên nhau. Chỉ còn trong tim anh đêm dài chung kỷ niệm. Nhưng anh đâu có ngờ đêm cuối cùng mình bên nhau. Thưa quý vị khán giả, ca khúc Đêm cuối cùng bên nhau với phần trình diễn của thí sinh Quỳnh Lâm. Xin mời ý kiến của các vị giám khảo. Lâm ơi, Lâm hát cũng rất là giống anh Mạnh Quỳnh. Anh Mạnh Quỳnh á, anh có một cái đặc biệt là cái giọng hát của anh nó hơi có cái âm ngang. Khi phát âm á thì khẩu hình hơi bẹt bẹt một tí. À thì bạn lại có cái âm thanh rất là giống cái điều đó. Bạn có mê bolero không? Hay là bạn có hát nhạc trẻ nữa? Dạ em hát bolero và dân ca thôi ạ. Có hát nhạc trẻ nữa không? Chưa hát bao giờ. Chưa hát bao giờ, chỉ mê bolero dân ca thôi hả? Thành thấy là bạn hát khi bạn phát âm á, bạn có cái thái độ của nhạc trẻ. Có nghĩa là bạn hát ra cái chữ nó thẳng,
Còn khi anh Mạnh Quỳnh anh lên cao á, nó có cái đặc trưng của dòng nhạc bolero là khi lên cao người ta ngân 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 ngân. Ví dụ như bạn hát là anh ơi, là chữ ơi của bạn nó thẳng băng vậy. Còn nếu anh Mạnh Quỳnh là anh ơi, nó là cái đây, nó có cái đó. Thì bạn để ý cái điều đó, mỗi lần khi mình lên cao mình ngân, mình đẩy cái giọng mình ém hơi rung một tí thì sẽ ra cái kiểu của anh Mạnh Quỳnh hơn. Và khi phát âm khẩu hình bạn mở ngang một tí cho cái chữ nó giống như cái cách phát âm của anh nhiều hơn thì sẽ ok hơn nha. Cho chị bổ sung tiếp phần của Trấn Thành. Anh Mạnh Quỳnh ảnh hát cái âm của ảnh đưa lên vòng mũi nhiều hơn là ở phần bụng. Theo như Tuyết thì Tuyết đi hát với anh Quỳnh cũng khá nhiều á. Thì Tuyết thấy thì là giống anh Quỳnh quá ít. Cái cuối cùng nữa là anh Mạnh Quỳnh hát rất là sang sảng, anh không có ém cái hơi vô và gò cái chữ nhiều. Lâm thì lại gò từng chữ. Đúng rồi, đừng gò cái chữ nó lại cho nó tròn vành quá. Tại vì anh hát á, nó giống như nói chuyện nha bạn hiểu không? Càng đời càng tốt. Nãy giờ đã nghe anh với lại chị Tuyết nói, đâu Lâm thử đẩy âm thanh lên khu vực này một tí, hát ngân hơn tí, hát cái câu mà người ta đã bỏ tôi rồi bạn. Đó, thử đi, thử câu đó thử coi. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Đó, vô rồi đó. Bây giờ chê chán coi, vô. Bây giờ chê chán neo đi đường về. Đường là đang gò đó, đường là đang gò cho đẹp để đường vẫn, đó thấy vẫn không? Vẫn gò, vẫn gò. Vẫn gò đó. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Dạ, giờ này cũng phải giờ học luyện thanh. Những lời nhận xét góp ý như vậy thôi đã là một cái điều rất là quý giá cho bạn Lâm rồi. Mình vẫn còn vòng thi thứ 3, vòng hòa thanh nữa mà ha. Ghi nhận những cái sự góp ý của các anh chị để hoàn thiện mình hơn trong vòng thi sau. Cảm ơn em.
buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đêm kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trao muôn ngàn lời thơ. Cảm ơn phần hỗ trợ của Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Thanh Mộng cùng ca sĩ Cao Công Nghĩa. Cao Công Nghĩa là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Cặp Đôi Vàng. Thế thì lần này em song ca cùng với Thanh Mộng, cảm xúc của em như thế nào khi mà bạn thể hiện trong hình ảnh của nữ ca sĩ Minh Tuyết? Ngày hôm nay thì em rất là vinh dự được mời để hỗ trợ cho Thanh Mộng. Chúng ta gặp nhau cũng mới, nhưng mà bạn Mộng rất là chăm chỉ, biết lắng nghe cái sự giúp đỡ của các anh chị về vũ đạo hay là về cách hát. Em cảm thấy mình may mắn vì được hỗ trợ cho bạn Mộng. Xin cảm ơn Cao Công Nghĩa rất nhiều. Cảm ơn em. Không, mà Nghĩa đẹp, cái tạo hình của Nghĩa đẹp. Đẹp đó. Gái giống Nhật dễ sợ luôn á. Xin cảm ơn quý vị ạ. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có nhận xét gì về tiết mục ạ? Ý tưởng từ những cô geisha Nhật Bản trong những cái bộ yukata thì rất là hấp dẫn và rất là lôi cuốn. Hai giọng ca của hai cô nàng này rất là ngọt ngào và dễ thương, những phần dàn dựng khác nữa. Thực sự là anh thích về cái phần của Nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Hôm nay thì Nghĩa mặc một bộ dài, còn anh hiểu lý do vì sao cái bộ của Mộng á là bị ngắn lên luôn. Dạ, dài dởm, giặt lần nó rút lên á anh. Dạ. Cứ mỗi lần Thanh Mộng ra là anh có tính giải trí cao khủng. Em giống như là gala cười của chương trình á, anh nói thiệt. Bà ra nó có một cái gì đó, nó vừa nghiêm túc mà nó vừa xàm, thấy không bác Càng? Vậy là Mộng ơi, em mang cái tính giải trí rất cao luôn đó. Rất cao, bà thanh thoát, bà nhẹ nhàng, bà làm đi xa, bà dân trà mà cái đùi bà ngắn ngủ nè. Cái đầm ngắn, bà nhìn nó kỳ cục, y như mẹ đi chợ mới về. Đúng trà không anh? Ừ. Không biết sao cái phần trình diễn em, anh thề, cứ em ra là anh cười, anh không chẳng biết sao. Nói là nó đùa vậy thôi, nhưng mà thật sự là em là cái người rất là nghiêm túc. Em là cái người mà tiến bộ người ta thấy rõ luôn á. Hôm nay em hát rất giống chị Minh Tuyết luôn. Có cái độ vang nhiều hơn, bắt đầu có độ rung rất là nhiều. Mặc dù giọng em cũng không phải là như thế. Em phải tập từng cái gì, cái gì, cái gì để ra cái ngày hôm nay. Mà hôm nay em bỏ những cái vuốt rồi khủng xuống của chị Minh Tuyết đó em. Vuốt được cái ngò hát mà trời ơi, người ta nhảy cái bài này mà bắt tay ý là nói em đã bỏ được những động tác đó để vào một cái bài hóa thân mà vẫn ra Minh Tuyết, cái đó nó mới khó. Hôm nay anh thấy thật sự là giống, chỉ là không tinh tế bằng chị Tuyết thôi. Em hát cho mình câu cuối làm. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau. Rồi. Em thấy em hát không? Nhau. Em phải hát là chốn nào ta dịu nhau. Nhau. Nhau là vần u, là cái miệng banh ra rồi mới gom lại. Tinh miệng, tế hay không? Miệng mở ra rồi gom lại, miệng sự này mày quá hả? Ok, thì ý là mình nói vậy cho em nó hình dung tại cái hiện tượng tràn ra rồi túm lợ, người ta mới hiểu là phải tràn ra rồi mới túm nó lợ. Em hiểu giùm chị đi. Thiệt chứ bộ, tại vì chị Minh Tuyết hát phát âm rất là chuẩn. Tại vì chị Minh Tuyết cũng là người chỉnh chu thế nào trong phát âm thì chị mới có vị trí như ngày hôm nay. Thì anh nghĩ là em nên tập cái sự tinh tế cho mình. Chị Ly cảm thấy như thế nào ạ? Mộng thì có tiến bộ. Ra em hát thì tốt. Và hôm nay có biểu cảm đồ tất cả. Lúc mà ngồi góp rượu thì cái ánh mắt có biểu cảm đàng hoàng. Hôm nay có hết. Chị Minh Tuyết, xin mời chị. Cái sự quan sát Trấn Thành quá tinh tế. Những gì Trấn Thành nhận xét về chị anh thì... cảm thấy tổn thương quá. Tan nát cõi lòng. Trời ơi, đàn ông ganh tị đi sợ. Chứ bây giờ biết làm sao. Người ta nói, người ta thần tượng mình. Mà mình bận áo dài hát người ta không biết. Thì bây giờ làm sao? Cái miệng chót lưỡi đầu môi. Lời nói đầu môi. Đó, bởi vì nói, khổ anh, lắm. Anh chót lưỡi đầu môi. Dạ, tụi em còn trên này à. Dạ, mọi người ơi. Nói tóm lại ngày hôm nay, cái giọng hát của em là chị phải nói là cái độ sáng, độ vang và cái ngân đuôi của em giống chị nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Cái luyến lấy của em bắt chước chị cũng giống, chỉ là cái phần phát âm của em á nó hơi bị bẹt một chút xíu. Đúng rồi. Em phải gom lại chút xíu. Và cũng giống như chị Ly nói,
khi mà em ngồi đứng đây với cái anh khách thì em nhìn ảnh với một cái ánh mắt nó rất là có hồn, thì cái sự tiến bộ em nó đã bước lên thêm một bước nữa rồi đó. Chúc mừng em. Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi. Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em, da thơm quả ngọt. Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc. Ngủ đi em, tóc gió và ngày đã tắt, em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn, em hãy ngủ đi. Trong tiếng ru êm này, em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phường bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau. Người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều, vòng tay đã xanh xao nhiều. Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm ru, người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài, người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Mưa Hồng. Hai ca khúc của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã vừa được Ánh Nguyệt trình bày với hình ảnh của nữ ca sĩ Khánh Ly. Xin mời những nhận xét đến từ giám khảo Trấn Thành ạ. Âm thanh phát ra rất là đẹp. Giọng hát nghe cái chất giọng thì cũng là của cô Khánh Ly. Nhưng không hiểu vì sao tự nhiên đến bài này chị Ánh Nguyệt hơi bị trở về với tâm hồn của mình nhiều hơn. Mình chưa cảm nhận được thật sự trọn vẹn cái bài này. Mặc dù là về kỹ thuật, về cao độ, trường độ mọi thứ chỉ có vài nốt thấp ở cái đoạn Mưa Hồng thì hơi mờ nhẹ chút xíu thôi. Nhưng mà ngoài ra thì âm thanh phát ra vô cùng đẹp và cực kỳ chỉnh chu, nhưng mà thiếu một chút hồn. Không biết Thành có cảm giác giống mọi người không? Lý nghĩ rằng ai trong đêm này cũng phải có áp lực, cũng muốn mình làm thật là tốt trong cái đêm nay. Thì ở giọng của Nguyệt, cố gắng mình đẩy một chút xíu cái tình vào trong đó nữa, trong cái cách hát của mình. Cái này là nói riêng chứ không phải nói trong đêm nay luôn. Có thể sau này là đi hát sẽ gặp lại Nguyệt, và hy vọng rằng những cái gì tích lũy trong cuộc thi này, Nguyệt sẽ làm cho mình hoàn thiện, hoàn hảo hơn. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Cảm ơn anh Nguyệt rất nhiều và chúc điều tốt đẹp sẽ đến với mình Nguyệt nhé. Cảm ơn anh Nguyệt. Cảm ơn. Lùng buốt xa nỗi cô đơn riêng mình ta, và mùa đông một trời trắng xóa cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong trong bóng người quay về. Về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đây anh, một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ, trong những cơn say một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết đủ sâu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đây anh, một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ, ta đến gần bên nhau.
nhau. Xin chúc mừng thí sinh Thanh Mộng. Ủa, mình có gì vui dữ vậy? Vui lắm em. Dạ. Như anh đã nói, Thanh Mộng là coi như là yếu tố giải trí cực đỉnh. Yeah, cái nguồn giải trí của anh mà. Tôi khoái cái đoạn mà ra bên cầu dịch lùa đó, tung lùa. Trời, thích cái đoạn này dễ sợ. Có duyên, làm có duyên lắm. Giống Minh Tuyết lắm. Cưng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cũng rất là thích lúc mà em xuất hiện ở phía tầng trên sân khấu và đứng quay ngược lại đó, rồi dancer đứng xung quanh là đúng chất là chị Ba Diva luôn. Đúng, đứng rất là nữ hoàng và rất là đẹp, cái tà màu đỏ phía sau và nguyên một cái set bố trí rất là đẹp ha. Có một cái chuyển sân khấu thì nhóm múa che vào và để cho em xé cái tà để em quăng á, thì anh ước giá như á mình xé trực tiếp và khán giả thấy luôn. Đúng. Nhưng mà phải tập thật đẹp, giống như một cái động tác mình vừa đi vũ đạo tung là bước một cái thì cái tà vừa rớt ra luôn mà vẫn rất là đẹp, thì thấy em càng nữ quyền hơn và sexy giống với chị Minh Tuyết hơn, chứ chị không có núp ở trong kia không, để mà không làm vậy đâu. Thực sự là cái bài đó là Tuyết có núp đằng sau vũ đoàn, nhưng bởi vì người ta nói là cái tình tiết á nó quan trọng lắm để mà mình build up, có như là mình phát triển cái tình tiết đó lên. Đó tình tiết nó lên là khi mà vũ đoàn mà khi em xé cái váy ra em dục rồi, khi mà vũ đoàn nó vừa xuất hiện một cái là em phải có một cái động tác để người ta cảm nhận rằng là mình bắt đầu mình vô một cái bài dance. Nhưng mà tại vì cái bài của chị lại nó vô dance ngay lúc đó liền, bài của em lại slow, cho nên nếu mà cái bài của em ngay cái chỗ đó ví dụ nhạc nó bị chậm đi thì mình sẽ không làm giống như chị được, thì em sẽ tháo nhẹ hơn, có là em tháo nhẹ ra dục qua. Còn bây giờ nếu bài chị nhanh, khi em tháo ra khi qua mà nhanh rồi á thì khi nhạc nó vừa vô lại phải bàn ra liền liền, có nghĩa là em phải có cái động tác để mà người ta thấy là bắt đầu tôi đây bộ tôi đồ chuẩn mới. Bị đúng không? Tôi chuẩn bị tôi bước đây, ra bộ đồ mới. Và khi cái nhạc nó nhanh á thì cái bước đi của mình nó cũng phải rất luôn. Là cứng cáp và chắc chắn, rất là chắc chắn, như là cái thần thái của mình nó phải có, thì cái beat của nó mới làm cho người ta cảm nhận rằng là em đang hát nhạc nhanh. Và với những tiết tấu nhảy như này, cô Minh Tuyết nhảy qua nhảy lại mà là cổ hay chơi cái mái tóc á, chơi với mái tóc á, hất qua một cái như này là đúng nha. Đúng rồi, và cổ lướt qua lướt lại là mái tóc sẽ đổ và lát một chút xíu nữa là sẽ hất lại, tức là chơi với mái tóc rất nhiều và lần mái tóc sau nó tung bay luôn. À, cái này là đúng nè, lần sau em kêu stylist làm cái đầu em xù hơn nữa, bung hơn nữa, tại vì Minh Tuyết anh làm chung anh biết 2 tiếng đồng hồ để ngồi hất cái đầu thôi. Khi bước ra sân khấu phải tìm hiểu với thần tượng của mình, người ta mê cái gì, chú trọng như cái gì, người ta mê mái tóc phải làm mái tóc phồng lên, đau lòng hát hớp chị Ba cao cao có thầy có cái vụ xỏ vô cao. Thấy chưa, nói vậy em nó hoang mang không. Phải có nghĩa là khi á mà em hát nhạc nhanh, cái tư thế của mình á, nếu mà em muốn đứng chẳng hạn vậy á thì em phải có một cái độ trụ và cái nhạc, cái nhịp em nó phải có trong người em. Đúng rồi. Còn ví dụ là cái hớt tóc, ví dụ là em hớt, hoặc là ta đây đang trong giấc mơ này nên những cơn say, những cái hất hất như vậy nè, là để làm gì, để mình làm khi mình không có những cái bước nhảy nhiều thì những cái động tác mình hất hất tóc hất qua hất lại, hay là những tóc quỵ, hoặc là mình những cái tóc mình nhúng như vậy nè, là những cái là mình lấy nhịp, mình tạo cái cảm giác là nó sung khi mà mình không có những cái step bước nhảy nhiều, thì đó là cái mà em cần phải có được. Tại vì khi mà em nhúng như nè, nó không có giống chị. Thứ nhất nó không đúng cái nhịp mà nó dập như vậy, cái dập cái nhịp nó dập vậy thì mình phải có những cái bước nhảy nó giống như vậy. À, cái người cái hình thể của mình Tuyết như vậy. Nghệ không lắc mộng khéo là nó rớt cái đầu ra luôn đấy. Lặng lẽ ra đi không một lời,
để lại đây bao nỗi cô đơn. Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim ta không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim buốt giá quạnh hiu. Mỗi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng. Khi đâu ai có biết lòng ai. Anh vẫn thầm chờ mong, dù đã biết tình chia lìa. Anh đâu có hay trong nỗi lòng em, khi đã yêu chỉ yêu mình anh, nguyện hiến dâng hết quãng đời này và cùng nhau say đắm bên nhau. Em dù bấy lâu ta luôn gần nhau, nhưng trái tim kia không hề yêu. Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya, con tim mưa ra quanh hiu. Bao trời vơi đắm chìm vô vọng, khi đâu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ai ân mận đầu, giờ này đã trôi đi rất xa. Nhưng mình anh vẫn thầm chờ. Ý kiến của các vị giám khảo như thế nào? Hiếu đã rất là khôn khéo, hôm nay chọn một cái áo vest màu đen. Em hơi tròn cho nên em mặc cái màu đen á, nó khiến cho mình gọn gàng hơn và nhìn mình rắn rỏi hơn so với tiết mục lúc nãy chọn một cái áo vest màu bạc. Em xin phép nhắc lời anh Nam tí xíu. Anh Nam, anh đúng là một đạo diễn tài ba. Một phát anh bắn chết hai con nhạn, một là Trấn Thành và anh Đại Nghĩa. Một trang phục màu đen, anh Trấn Thành cảm thấy sao vậy anh? Em nghĩ áo em màu gì? Như ơi, tính anh thì anh rất là sống nội tâm và cũng ít nói và cũng không thích chỉ xói người khác như vậy đâu. Anh Nam anh sống rất là nội tâm nên mỗi lần anh phát tâm ra nó cũng làm nhiều người cũng mệt tâm lắm. Dạ. Diễn xuất đó thì anh cũng thấy hai em rất là nỗ lực đó. Trong cái việc là dù mình chỉ đứng ở trung tâm sân khấu, nhưng mà cũng có những lúc á, kề vào nhau, có những lúc lại tách ra xa, giống như một người rời đi và một người kia thì cố với lấy, nhưng mà không thể được rồi. Nói chung là cũng có những cái phần tương tác với nhau.
Tuy nhiên anh vẫn thấy là cái nắm tay của hai đứa duy nhất trong bài này là một cái nắm tay rất là thất bại. Hai đứa nắm ra và đúng cái câu nhạc đó là phải vào lời hát rồi, hai đứa bội buông ra, đúng không ạ? Anh là đạo diễn, thành ra ảnh soi về cái phần diễn xuất kỹ lắm. Phải chỉ hai đứa nắm chặt nhau một chút nữa, nắm lâu hơn chút nữa là có như ăn điểm của anh Nam rồi. Bây giờ nắm vô hết ông ơi. Giờ thò tay ra nắm. Thật ra thì thế này, Hiếu mê sân khấu lắm hả? Em thì đúng là với một cái đam mê âm nhạc từ nhỏ. Em cũng đã đăng ký tham gia rất nhiều những cái cuộc thi rồi, nhưng mà cứ đến ngày đi thi thì hết người nhà vào viện, rồi lại bản thân mình lại nhận lịch đi công tác. Thế là nó cứ một cái chuỗi dài như vậy. Hiếu đang làm công việc gì? Chắc là anh Thành quên em rồi. Em có một cái dịp mà đã làm việc cùng với anh Thành. Con trai em đã đóng con của anh trong live show 10 năm kỷ niệm làm nghề của anh tại Hà Nội. Wow. Trời. Em con nhớ. Trai ta diễn chứ có phải ta diễn với tôi đâu, tôi nhớ người ta trời. Con trai người ta tới em xin lỗi Hiếu, tại vì Thành gặp quá nhiều người trong cuộc sống nên đôi khi Thành không thể nhớ hết được, và Thành cũng rất là trí nhớ kém trong cái vấn đề về về nhiều người. Năm ngoái thì chị Ly cũng đồng hành cùng với lại gia đình em, chắc là chị không quên bé Hữu Tú ạ. Không có, nhìn em thì cứ ngờ ngờ, nhưng mà tại vì mình không có chắc. Người ta đã từng tham gia chương trình của chị rồi mà chị cũng không nhớ luôn. Trời ơi. Anh có nhớ em đâu. Vừa là anh là người dẫn chương trình của bé nhà em tham gia chương trình. Hay chưa? Nói hơi nguyên vàng, mình ai cũng có lỗi trơn. Nói chung là thế này nè Hiếu ạ. Thì rõ ràng là tôi thấy được cái đam mê của bạn trong âm nhạc, và hôm nay xem như nó là một cái kỷ niệm ha. Dạ. Chúc mừng bạn về cái điều đó. Nhưng đúng là lần này Hiếu hát cho Hiếu nhiều hơn là hát để giống một thần tượng nào đó. Lan Anh, em là một cô bé có chất giọng tốt. Bài này nó hơi quãng, nó hơi rộng so với cái quãng của em, nên cái việc em kiểm soát nó cũng hơi khó khăn. Mặc dù là không thể hoàn hảo được, nhưng mà bản thân riêng hai bạn là hai người sở hữu hai cái chất giọng tốt, nên Thành hy vọng là hai bạn hãy mài dũa nó lại một tí ha, để mình sử dụng nó cho nhiều cái dịp thích hợp hơn. Cảm ơn hai bạn. Rót cho ta trăm nghìn trùng rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này rót đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly cạn, xây dùm ta như từ thuở bao. Em cứ nghe lời đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Em đừng lo, ta ngồi nghe gió hú trong âm vang. Trong âm vang, vang dày sông, sông hồ. Rót nửa đi em, rồi mai về xứ lạ. Để mình ta buồn, cho heo hát tim gà. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này, này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buông tay.
đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi sông dài ta còn mãi. Trên sân khấu được bày trí một cái không gian khá là lãng mạn. Với ca khúc này thì không biết là ban giám khảo có nhận xét như thế nào. Xin mời anh Trấn Thành đi ạ. Nói về trình diễn và chất lượng của bài hát thì hôm nay bạn hát ngang ngửa một ca sĩ chuyên nghiệp. Cái chất giọng bạn là một chất giọng trời cho. Và nó có đủ cái độ trải đời, có đủ cái màu sắc để nó mang đến một cái bài bolero cực kỳ đậm đà chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng riêng cái bài này những câu đầu thì giống Đan Nguyên, bắt đầu những câu sau cái cá tính trong con người bạn nó trỗi dậy. Và vì bạn say mê quá, bạn nhập tâm quá nên hôm nay bạn là bạn nhiều hơn Đan Nguyên rất nhiều. Dĩ nhiên nếu mà với ca sĩ thần tượng thì hôm nay bạn không có đạt lắm đâu, nhưng không phải là không, hoàn toàn không đạt, có nghĩa là không đạt như bạn đã làm tốt ở những vòng trước nha. Nhưng mà với nghề nghiệp của chính bản thân bạn thì đây là một bước ngoặt lớn. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chị Tư, thôi thì bây giờ mình sẽ ngắn gọn giúp cho anh chàng Quang Nghị để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái ưu điểm của mình trong việc hóa thân và những cái khuyết điểm ngày hôm nay là như thế nào ạ? Thực ra chị hiểu, và tại vì nó hơi khó cho Nghị là bởi vì cái âm sắc thì chính xác hơn. Em không thể giống Nguyên được. Em quá bén và quá sáng cho nên nếu mà để sửa cái điều đó thì rất là khó. Nhưng mà mình chỉ lấy cái chữ ký trong của Nguyên, những cái nấc của Nguyên. Em có nhưng cái nấc của đó là tại vì cái âm sắc của giọng mình cho nên cái nấc đó nó cũng bén hơn Nguyên nữa. Em không nghĩ vậy khó. Bởi vì mấy bài đầu Nghị hát, lúc mà Nghị mới bắt đầu vô á, Nghị hát giống Đan Nguyên nhiều hơn. Chỉ là vì khi Nghị thăng hoa quá, Nghị quên mất. Đồ. Và Nghị hát chính bản thân của Nghị. Bữa nay là mê cái bài này, ca thiệt lòng, nhớ con Khả Như. Chị Như đi lấy chồng rồi anh Thành à. Ai? 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 Ai xấu số vậy? Vậy là cái thông tin này nó bị nhiễu rồi anh ạ. À. Dạ, không phải không thông tin đi lấy chồng. Nói chung chị nói một câu bên Nghị, em cố gắng đi. Với những lời nhận xét em về em cố gắng. Tại vì nếu mà em không đi sâu thì thật là đáng tiếc. Cố quên đi chính mình đấy. Và đây cũng chính là kinh nghiệm ha. Biết đâu được mình sẽ có cái cơ hội may mắn bước vào vòng bán kết thì sao. Mình sẽ xử lý hết tất cả những cái thông tin ngày hôm nay ban giám khảo góp ý cho bạn. Và chúc cho Nghị sẽ có được một tấm vé đó. Giờ sau em đã khóc cho anh từng đêm, bao nhiêu giờ say bấy nhiêu hơn giờ em đã lỡ vương mang vì anh. Đêm phố từng cánh cô đơn lên trời, rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau, em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng em biết giờ đã mất anh, nhưng cô níu kéo tình yêu em dành cho tôi. Xin hãy
Bấy nhiêu giọt sầu em đã khóc cho anh từng đêm, bao nhiêu giọt say bấy nhiêu hờn giận em đã lỡ vương mang vì anh. Đêm thâu từng cơn cô đơn em chờ, rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía xa, em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng em biết giờ đã mất anh, nhưng cô níu kéo tình yêu em dành cho tôi. Cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà thương mau. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Vì tình yêu anh mong thay đổi đời em, vì tình yêu hãy tin anh lần cuối này thôi, dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà thương mau. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Mời các vị giám khảo nè. Trấn Thành xin mời. Trời ơi tôi lo muốn xỉu. Hai bạn hát cái bài này cái tone nó hơi cao thì phải. Chắc là hôm nay do, một là chắc điều kiện sức khỏe hả, hai là do chắc cái tone này nó cũng cao quá so với hai bạn, nên cái kiểm soát nó đúng là nó hơi chơi vơi. Dĩ nhiên nó không phải là tệ, nó chỉ bị hơi trên ven và hơi lo lắng cho người nghe mà thôi. Cả Lệ Quyên và Quang Dũng đều là hai hình tượng mà hai bạn đã làm khá là tốt ở cái vòng trước. Nhưng với cái vòng này, bạn hóa thân thành Lệ Quyên chưa thật sự tinh tế trong cách điều khiển cái voice của mình. Tại vì bạn quá tập trung vào việc gò khẩu hình nên đôi chỗ nó không tự nhiên. Có nghĩa là mình phải làm sao cho giống Lệ Quyên một cách tự nhiên nhất. Còn đối với bạn Quang Dũng thì nó cũng cao luôn so với, nếu mà với tone của anh Quang Dũng ở ngoài đời nó cũng là cao luôn, mà bạn hát như vậy thì đối với Thành cũng là tốt rồi. Nhưng nó thiếu đi những cái đặc trưng của anh Dũng. Ví dụ như những cái mà hơi nghiến cái hàm dưới á, anh Dũng hát nó hơi có đưa cái hàm dưới ra ngoài một tí, và cái âm mũi của anh Dũng nó phải nhiều hơn tí. Thì lần này thì Thành thấy là bạn Tuấn lại không có kiểm soát như lần trước, hơi tiếc cho hai bạn ở tiết mục này. Minh Phương bị không tới nốt nhiều hơn, nhưng mà cái âm sắc cao của bạn thì nghe nó vẫn ra được Lệ Quyên trong đó. Nhưng mà chị cảm giác như thế này nè,
Minh Phương, em hát cái bài này á, chị không thấy em bỏ cái hồn vào trong cái bài. Cái cách mình ngắt câu, chia chữ á, nó bị đều quá, nó thiếu đi cái cảm xúc ở trong đó của Lệ Quyên. Còn riêng về Tuấn, Tuấn hát á, nghe không biết sao chị không thấy có Quang Dũng trong đó nhiều. Cái bài đợt trước còn nghe đỡ đỡ, lâu lâu có những nốt hay là những cái câu nghe giống Quang Dũng. Còn bài này thì chị nghe khó chịu quá, chị cứ cảm giác như cái âm nó cứ nằm nuốt ở bên trong, nó không ra bên ngoài. Là cái đó, nhưng mà ngược lại thì Tuấn, cái cách phong thái của Tuấn, cái cách diễn của Tuấn rất là thoải mái trên sân khấu. À, giống anh Quang Dũng là cũng rất là thoải mái như thế. À, chị chấm về cái phong cách của Tuấn nhiều hơn là về giọng hát của em. Ở trong cái bài này á, chị vẫn thích cái phong thái của em vẫn có. Em hát, em rất là đặt cái tâm tư em vào bài hát này thấy hết. Nhưng theo cái cảm nhận của chị, ở đây mình cảm thấy nó rất là căng thẳng và cảm thấy tụi em bị cố. Em hiểu không? Nếu em được vào vòng trong, em để ý nha, tụi em hôm nay mở khẩu hình dọc quá nhiều, hơi nó sẽ thoát ra hết. Tụi em không có đủ để cái hơi để em giữ chắc lại. Và hôm nay chính Phương lại bị cái đó là nhiều lắm luôn đó Phương. Và trong em hôm nay hát không? Tuyệt vời, chị ơi. Vừa mình... mới hát xong buông cái micro xuống là ho liền lập tức thưa quý vị. Chị hát mà chị đang bệnh mà còn như vậy, chị không bệnh là cỡ nào đây không biết. Hát nữa. Như gắn cái máy phát đĩa đâu đây nè. Mệt quá đi. Mấy ngày hôm nay thì Tuyết cũng có nói với lại chương trình là chắc là không hát được đâu. Bởi vì nói thì đã nghe cái giọng nó ngạt mũi rồi. Nhưng mà cái vấn đề là khi mình hát mà cái cổ họng mình nó có vấn đề, nó ho đó. Nó không điều chỉnh được cái dây thanh quản của mình. Nên mình không giữ vững được cái âm. Cái nó bị chênh phô rất là dễ. Và Tuyết có nói là Tuyết không hát được. Nhưng mà mọi người nói là mộng lo quá vì... em nó thi mà không có ai hát chung thì em nó không có tinh thần để hát. Thì Tuyết nói là bây giờ thôi tới đâu hay tới đó đi. Bây giờ cũng không phải là mình thi mà là mộng thi. Cho nên hy vọng rằng là cái phần ảnh hưởng của chị không có làm cho cái tiết mục của em bị mất điểm nhiều. Dạ có ảnh hưởng đó chị. Cái phần của chị á, ảnh hưởng rất tốt. Hiệu ứng tuyệt vời với cái tiết mục vừa rồi của Thanh Mộng đó chị Tuyết ạ. Chị có fan cuồng tặng hoa cho chị kìa chị. Anh có thể xin chữ ký được không? Anh để em hất tóc cái đó. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Rất là cảm ơn khi hôm nay ca sĩ Minh Tuyết đã dành thời gian đến. Rồi chết, nhầm với ca sĩ Hồng Nhung. Thôi nhưng mà thật sự là rất là cảm ơn Minh Tuyết. Vì là hôm nay mặc dù uống thuốc và ngậm thuốc rất nhiều nhưng mà vẫn không được đỡ. Nhưng mà cái phần trình bày vẫn thật sự là tròn đầy tình cảm. Dạ mắt em có long lanh không anh? Có long lanh. Dạ. Và thích nhất là cái đoạn mà chuẩn bị cưa như này là mình thấy thích. Anh ơi, anh kéo đàn anh ơi. Cưa tưởng Minh Tuyết mà đi cưa gỗ. Cảm ơn công ty Sen Vàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Lần này Minh Tuyết ngồi chương trình ca sĩ thần tượng, phải nói rằng là một cái game show mà Minh Tuyết cảm thấy rằng là thoải mái nhất, vui nhất. Mấy người không biết là mỗi đêm là Minh Tuyết Cẩm Ly hay mở YouTube lên coi và tự cười một mình giống như bị bệnh gì đó tới 3 giờ sáng luôn, không chịu ngủ, cứ ngồi coi cái game này hoài và thích vô cùng. Và phải nói là mỗi lần bay về Việt Nam thì cứ chờ cho đến ngày được ngồi kế đạo diễn đẹp trai nhất nước Việt Nam. Nói về mộng thì hôm nay là chị thấy em quá xinh đẹp. Điều này phải là cảm ơn toàn bộ ekip của chương trình ca sĩ thần tượng. Em đã mỗi ngày mỗi biến hóa mình, sắp trở thành thần tượng của những người khác. Đó là điều mà chị thấy em thành công được ở trong cái chương trình lần này. Và có thể sau cuộc thi này, mọi người sẽ biết đến mộng nhiều hơn. Và mộng sẽ thành công hơn với chính bản thân mình và chính giọng hát của mình. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Hay quá rồi, khuôn vàng thước ngọc rồi, không còn gì để nói nữa. Mời chị và đạo diễn Hoa Nhật Nam về chỗ. Cảm ơn ca sĩ Minh Tuyết. Mình chỉ đứng ở đây để được dẫn cổ về thôi. Dạ, em cảm ơn anh đạo diễn đẹp trai. Quá, vừa đẹp trai vừa ga lăng, ai chịu nổi anh. Xin mời chị Cẩm Ly. Ở cái điều mà chị ghi nhận ở mộng là em đi từng cái nấc thang thấp nhất để mỗi ngày em lên. Sự ghi nhận là cái sự tiến bộ, cái sự phấn đấu của em có một sự nghiêm túc ở trong nghề. Chị nghĩ, bản thân em cũng nghĩ là em ở cái vòng đầu tiên là em đã dừng lại rồi. Và chị thấy ở gương mặt em ở mỗi vòng khi em được đi tiếp, em rất là ngạc nhiên. Tại sao em lại được đi tiếp? Là tại vì ai cũng nhìn thấy cái sự phấn đấu, cái sự tiến bộ từng ngày của em, từ phong cách cho đến cái giọng hát. Chị cũng có một cái lời ngợi khen cho em và cũng hy vọng rằng cái sự tiến bộ của em, cái sự phấn đấu của em nó không gói gọn trong cuộc thi này, mà em lấy đó làm cái tiêu chí của mình. Và ra khi mà em thoát khỏi cuộc thi và trở về với một ca sĩ Thanh Mộng, em sẽ
tiếp tục con đường đó và sẽ phấn đấu như thế để đạt được những cái đỉnh cao nhất trong nghề của mình. Chúc mừng Mộng. Dạ, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly và chúc cho em sẽ giữ vững được phong độ của mình ở cái phần thi sau nha. Xin chúc mừng em.